Chào mừng các bạn đến với kênh Simple Talk Beauty Và ngày hôm nay thì rất hân hạnh được mời một bác sĩ rất trẻ Bác sĩ Tiến Minh Bác sĩ Minh là một trong những cái bác sĩ mà khá có uy tín trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và đứng dưới cái vai trò của một bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cộng với một chuyên gia về da liễu có những cái kinh nghiệm thực chiến thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về những cái vấn đề mà liên quan đến những chủ đề nóng hot và những cái chủ đề mà chị em đang quan tâm. Và bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ trao đổi về một làn da mà có thể là trong thời gian gần đây nhất thì báo chí đang mất rất nhiều bút và mực để viết về câu chuyện của bà. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không bàn nhau về vấn đề kinh tế cũng không nói về vấn đề chính trị mà chỉ đứng ở dưới góc nhìn về da liễu và phẫu thuật tạo hình. Chúng ta sẽ trao đổi về vấn đề đó là cái cách làm đẹp như thế nào đúng để sau này khi chúng ta có tuổi rồi nó vẫn không bị những cái hệ lụy đến từ cái việc đó là xâm lấn sai cách. À, xin chào bác sĩ Minh nhìn với làn da của chị Lan như thế này dưới góc nhìn về chuyên môn và cái kinh nghiệm mà mà quan sát cái cấu trúc da thì mình thấy rằng là toàn bộ cái cấu trúc da nó gần như là nó có vấn đề và với một cái làn da này mà đứng dưới góc độ của một bác sĩ phẫu thuật tạo hình thì Minh đang thấy rằng là làn da này nó đang mắc vấn đề gì về cái cái cấu trúc của nền da. Dạ vâng. Đầu tiên thì em xin chào chị Hoa cũng như là chào tất cả mọi người. Hôm nay rất vui khi mà được ngồi đây để mà chúng ta nói chuyện và cùng ta chia sẻ về những cái vấn đề trong cuộc sống mà thôi để mà chúng ta có thêm những cái trải nghiệm của người khác và có thêm những cái nhận định của người khác và chúng ta khỏi về điều đó. Thế thì ngày hôm nay thì mình bắt đầu với một cái chủ đề khá cũng khá là hay ấy, bởi vì là thật ra là bây giờ nhiều người người ta cũng rất là để ý về những cái vấn đề đấy. Thì mình chỉ nói về da thôi thì đối với cái hình ảnh của cô Lan khi mà cô ở, ở trên cái những cái hình ảnh ở trên báo chí thì chúng ta thấy rằng là nhiều người có bàn tán vào rằng là sao một người có cái khối tài sản rất lớn như vậy nhưng mà lại có một cái làn da nó lại trông nó hơi dị một tí, à, cảm giác nó bị lồi lõm, nó không có đều da và cái làn da nó không có không cảm giác nó không có thật, nó rất là dày, nó lộn cộm. Vâng. Thế thì lý do mà hay gặp nhất ở những cái làn da như vậy đó là bởi vì cái việc mà chúng ta thật sự là chúng ta có cái sự can thiệp và cái sự chăm sóc da không được khoa học và cũng không được chính xác. À, thế thì đối với cái làn da này của cô Lan thì phải nói là mình cũng khó để nói được bởi vì trước đó mình không có thể khai thác được các cái, cái 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 tiền sử cũng như là cái quá trình mà người ta chăm sóc da ở tại nhà cũng như là người ta đi chăm sóc ở các cái cơ sở y tế. Thế thì mình chỉ nói ở cái thời điểm hiện tại rằng là cái làn da đấy nó không được đẹp và cái làn da đấy để mà có thể cải thiện thêm nhiều nữa thì chúng ta sẽ phải một cái can thiệp tích cực về cả ở bên trong và bên ngoài thế thì em nghĩ là những cái người mà có những cái làn da như vậy cũng nên cân nhắc à, cái việc là chúng ta nên thay đổi à, về mặt chăm sóc cũng như là thay đổi về mặt sử dụng các cái phương pháp can thiệp nó nhiều khi nó bị quá nhiều có thể trước đây nó đã bị can thiệp về các cái chất làm đầy Ừ. và khi qua một cái thời gian nhất định nó không được chăm sóc thì cái chất làm đầy đấy nó nó bị tiêu đi ừ. và nó sẽ để lại những cái cái cặn ở bên dưới ừ. thực ra là trong bất kỳ một cái sản phẩm làm đầy nào một cái sản phẩm filler nào thì nó cũng sẽ có những cái tạp chất nó đưa vào yeah. nó cái độ tinh khiết của nó sẽ rất khó mặc dù là kể cả những cái dòng cao cấp thì cái vâng. độ tinh khiết của nó nó cũng không thể lên đến một trăm phần trăm được yeah. đó đấy là chưa hẳn là là cái sản phẩm đó nó đã được tiêm bởi những cái 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 cơ sở mà thực sự có thể có những cơ sở trên thị trường họ làm truyền thông rất là tốt, vâng. làm brand về cái nhãn hàng đó nó làm rất là tốt. Vâng. thế nhưng mà chưa hẳn là cái chất lượng ở bên trong nó đã tốt. và vâng. với một cái làn da này thì theo cái cái kinh nghiệm của chị thì có thể là trước đây đã được sử dụng cái chất làm đầy ừ. và khi sử dụng chất làm đầy và sau đó một cái thời gian không còn sử dụng nữa thì mới mới bị cái tình trạng là cái đổ gãy của cái cái cấu trúc cái hàng rào cấu trúc ra đó. Và cũng có thể thế như thì vậy. thì minh có cái lời khuyên gì gì cho các cái chị em phụ nữ khi mà quyết định đưa cái chất làm đầy vào bên trong làn da của mình vì thường ấy khi người ta đến một số spa hoặc là một cái cơ sở làm đẹp nào đấy thì có thể là cái việc mà người ta bán thì người ta cứ mong muốn là bởi vì bán bán filler bán những cái liên quan đến cái chất làm đầy thì thường là bán theo đơn vị theo cc mm -hmm. thế thì ví dụ như thay bằng cái việc là cái vị trí đó nó chỉ tiêm tối đa được bao nhiêu cc thì có thể là chủ số ba hoặc là các cái đơn vị là người ta cứ càng nhiều càng tốt thôi một chục mười lăm cc cũng có thể và nếu mà đưa <laughs> một chục cc thì, thì sau đấy thì, thì sau mà một năm hai năm mà tiếp tục không được bơm vào tiếp và với cái độ tuổi như chị Lan nữa thì cái việc mà nó chảy xệ xuống là một trong những cái điều mà mà chắc chắn nó sẽ xảy ra. Được. vậy cho nên là đứng ở cái cảnh của một bác sĩ phẫu thuật thì minh có lời khuyên nào cho chị em khi quyết định tiêm chất làm đầy vào các cái bộ phận ở trên gương mặt để mà nói mà có lời khuyên nào thì trước hết thì em sẽ nói những cái chính thôi bởi vì ừ. nếu mà để mà nói rõ rằng là cái việc tim filler ấy thì nó cần phải có những cái yếu tố nào để mình lựa chọn đấy. thật ra nó bây giờ nó rất là nhiều và để mà phủ cập hết về mặt kiến thức cho mọi người một cách tổng quát ấy, thì hiện tại thì nó sẽ chỉ nằm gói gọn ở các vấn đề chính như này thì nó sẽ dễ hơn cho mọi người tiếp cận này. thứ nhất đấy đối với cái việc tim filler thì chúng ta sẽ phải luôn xác định rằng là nên đến những cái cơ sở uy tín và đến những cái cơ sở uh, y tế để mà thực hiện tức là những cái cơ sở chuyên khoái thì vì cơ bản là sao vì cơ bản là ở đó nó được mọi người được đào tạo một cách rõ ràng và có các cái, cái giấy phép được thực hiện được các cái phẫu thuật thủ thuật được. như vậy. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai là chúng ta nên cân nhắc lựa chọn cái loại uh, filler để đưa vào cái, cơ thể cái chất lượng của đúng sản phẩm. rồi chất lượng của sản phẩm cũng rất bởi là quan trọng. vì uh, bên bây giờ thị trường thì nó rất là nhiều nhưng <laughs> mà chia sẻ với mọi người cái số lượng mà filler được chấp thuận của FDA hay là của chính cái 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 sở y tế của Việt Nam thôi ấy, chấp nhận với bộ y tế của Việt Nam thôi ấy, thì hiện tại nó không có nhiều đâu nó chỉ có vài đầu sản phẩm đấy thôi và chúng ta chỉ nên sử dụng những cái đầu sản phẩm như vậy và chúng ta không cần phải đi tìm đâu xa những cái hãng mới hay là nghe những cái lời giới thiệu rằng là à, tiêm cái loại này mới thì nó sẽ được lâu hơn này là được đẹp hơn vân vân thì mình bỏ qua những cái lời tư vấn như vậy và mình chỉ nên lựa chọn những cái dòng sản phẩm mà nó đã được phê duyệt thì đó chính là cái mà để mình lựa chọn đấy, còn lại thì khi mà mình đã đến một cơ sở uy tín và lựa chọn một cái sản phẩm tốt nữa rồi thì đấy phần còn lại sẽ là à, phụ thuộc vào giá thành cũng như là cái ấy của mọi người thôi vấn đấy. đề là đôi khi khách thường ấy là khách không lầm thì nhà hàng không lãi ừ. thường không là không lãi. cái vấn đề nó đến từ cái <laughs> vâng. nhận thức của khách hàng ấy dạ. thứ nhất là với quan điểm của mình ấy, nếu mà để mà phải tiêm filler lên trên gương mặt thì bắt buộc phải là một bác sĩ chuyên khoa được. mới được phép Đúng rồi. và cái thứ hai nữa là cái chất lượng sản phẩm đó khi mà ngay cả đứng ở cái khía cạnh của cái đơn vị cơ sở đó Được. và cái cái khách hàng ấy, họ cũng phải công khai public là à, cái sản phẩm này là nó nó là cái chất lượng như thế này của dòng nào và Được. bạn có thể thoải mái tìm kiếm nó ở trên các cái trên trang web của thương hiệu Được. đó đấy là cái thứ hai mà có thể yên tâm và cái thứ ba đó là chính cái khách hàng tự họ họ phải hỏi về cái việc đó đó là tôi cần được xem là đang tiêm vào nhưng mà thực ra thị trường thì nó rất là lộn nhộn. Đúng rồi. Và thậm chí là có những em là hôm nay có khi vừa làm neo mi móng tóc Vâng. thì ngày mai chỉ đi học một hôm về thì đã có thể tiêm rồi vâng. và đó là tại sao có những cái biến chứng đến từ cái việc một cái làn da như chị Lan chẳng hạn vâng. cũng có thể là có những cái biến chứng nó còn nặng nề hơn nữa dẫn đến có thể là hoại tử vùng ừ. mắt hoặc là cũng có thể là đã từng có những cái trường hợp có thể tử vong vì filler rồi vâng. thế thì tiếp tục chúng ta lại bàn đến một cái chủ đề mà trong cái việc chị em lựa chọn chất làm đầy thì như ban nãy đấy Mình có chia sẻ với chị về khi mà mình đang ngủ thì mình nghe một cái câu chuyện đó là tuyển mẫu thì phải dùng một dòng lờ khác thế là làm ừ. cho ông minh đứng cái vai trò chuyên môn nó ông giật mình. Thế thì chúng ta sẽ bàn nhau về cái việc đó là có nên đi làm mẫu cho các cái cái các cái bạn mà mà bạn ấy đi học. Bởi vì thực ra là cái câu chuyện về mẫu nó là một cái điều gì đấy mà mẫu thì thôi bôi thoa nó còn còn xử lý được. Ừ. Chứ còn mẫu mà mẫu mà lại lại đưa cả cái chất làm đầy xâm lấn vào bên trong thì mình đánh giá rằng là các bạn ấy khá liều. Vâng. Ngay cả là cái người ông thầy dạy. ấy ừ để mà có được cái chiến lược mà tuyển mẫu ấy, là bản chất ông với máu liều ông cũng cao vâng. mà bản chất của cái người học trò mà đi học mà đi tuyển mẫu là cũng cao vâng. nhưng mà cái người để mà mình phục nhất ấy, đấy chính là cái người sẵn sàng nằm để làm mẫu chính <laughs> xác ví dụ như năm năm vâng. về trước thì mình không nói cái lúc vâng. đấy cái kiến thức nó chưa được phổ cập vâng. nhưng thời gian gần đây rất nhiều những cái hệ lụy những cái biến chứng đến từ cái việc làm mẫu vâng. thậm chí là đến cái lớp học đó thì nếu không tuyển được mẫu thì học trò này sẽ là làm mẫu cho học trò kia <laughs> đó đúng rồi, dạ. nên là nếu mà chia sẻ ở dưới cái phương diện về cái góc độ về về chuyên môn về y khoa thì mình có ý kiến gì có ý kiến gì với cái cái việc mà lại theo kiểu tuyển mẫu một cách ổ ạt đối với những cái kênh liên quan đến đúng là cái tính chuyên môn cũng không phải là cao nhưng mà nó cũng phải bắt buộc là có cái tính chuyên môn ở trong đó không cái câu chuyện của em thì cụ thể thế này này buổi sáng một buổi sáng bình thường thôi thì em cũng hay dùng cái tiktok ấy, ừ. thì em cũng lướt tiktok một tí trước khi em bắt đầu đi làm. Thế thì khi mà lướt vào đấy thì em gặp một cái trường hợp bạn này bạn đã chia sẻ cái vấn đề đó là lựa chọn filler và bạn nói rằng là khi mà các cái 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 spa người ta tuyển mẫu để tiêm filler chẳng hạn thì người ta sẽ chỉ lựa chọn những cái filler rẻ tiền để dành cho tiêm cho mẫu của bạn này thôi. Cái việc mà khi bạn này nói cái việc lựa chọn filler và filler nào để tuyển tiêm cho mẫu thôi hay là filler nào để tiêm cho người khác ấy thì về cơ bản uh, cái cách nói của bạn này nó đều sai. Tức là về mặt cái sự uh, tử tế trong cái kinh doanh ấy thì bao giờ chúng ta cũng phải đưa cái sản phẩm tốt nhất đến dành cho khách hàng bất kể yeah. khách hàng này của chúng ta là người như thế nào. Uh -huh. Quan trọng là cái hình thức chúng ta đưa đến nó khác nhau thì nó cũng sẽ đem lại cái giá trị khác nhau thôi. Ví dụ một cái phòng khám hay một cái bệnh viện lớn mà để mà đưa đến một mẫu chẳng hạn ừ. thì đa phần cái kết quả chúng ta phải đem cho người ta là cái sản phẩm thực và cái kết quả là phải giá trị tốt còn lại về cái vấn đề mà chi phí ấy, các thứ thì nó đã được nằm trong cái dự tính của người ta rồi và người ta không bao giờ tính vào trong cái việc là lựa chọn sản phẩm. Các cái trường đào tạo các trung tâm đào tạo nghiêm túc ấy, thì chi phí cho việc tuyển mẫu cũng là nằm trong một phần của chi phí marketing Đúng trong rồi, cái nằm. cái doanh thu của cái vận hành kinh doanh. Dạ chính xác. Đó. Cái thứ hai nữa là thường thì đối với những cái bạn mà làm mẫu ấy, các bạn ấy không chỉ là làm mẫu không mà các bạn ấy sau đó sẽ là những cái người đại diện hình ảnh. Tức là sử dụng hình ảnh của bạn ấy để À, thông. một cách truyền thông khác ừ. và cái cái giá trị về mặt truyền thông của các bạn đấy phải đạt được cái giá trị tương đương với cái giá trị các bạn đến làm mẫu nữa. Ừ. đấy cho nên thường thì khi mà làm mẫu thật ra cái việc làm mẫu nó không sai. các bạn có quyền được lựa chọn làm mẫu nhưng các bạn phải làm mẫu ở những cái cơ sở nó uy tín, những cái nơi mà được cấp phép và những cái nơi mà nó là những cái phòng khám và những cái bác sĩ người ta à, thực hiện một cái chiến chiến lược marketing nào đấy thì nó sẽ là phù hợp. chứ còn nếu như chỉ làm mẫu để đào tạo và lại ở các cái spa nó nhỏ và cái spa nó không được chuyên nghiệp Bài nó bản. không được đầy đủ ừ. các cái giấy tờ cũng như là không có bác sĩ đứng tên ở đấy thì chúng ta nên suy nghĩ lại và chúng ta nên có một cái suy nghĩ đúng đắn và phải tự bảo vệ bản thân mình rằng là mình không nên không nên làm những cái vật mẫu như vậy. Đã gọi là mẫu là demo mà đã là demo thì là phải như thật đấy chứ. <laughs> vâng, đấy. chúng ta phải tự bảo vệ bản thân mình bằng 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 cái kiến thức là mình cập nhật hàng ngày. Thế thì nói nói về cái câu chuyện làm mẫu của của mình ấy thì chị lại nhớ về một cái 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 cô bé đang là học sinh thì sau đó thì dẫn đến cái biến chứng là gần như là hoại tử vùng mắt cách đây ừ. khoảng tầm một tháng ở đâu đó chị cũng nhìn những cái nội dung ở trên nghe những cái nội dung ở trên tiktok Được. và gần như cô bé này là một cô bé sinh viên À. là được gọi đi làm mẫu trong một cái cuộc đào tạo về filler botox ừ, của ừ. các cái chị neo mi móng spa Đấy. thì sau đó thì dẫn đến cái tình trạng biến chứng như vậy Đấy. và rất là tội thân à. cho nên là cái phần hệ lụy như là minh nói nó đến từ cái việc đó là thực ra là nếu mà các cái bác sĩ chuyên môn thì khi mà rời khỏi trường y thì nó có một cái lời thề đó là lời thề y đức chúng Đấy. ta sẽ không được làm những cái gì vượt quá những cái mà liên quan đến cái trái tim của người làm, làm thầy cái người làm y Đấy. nhưng mà bản chất với một cái cái thị trường chị phải dùng cái từ là nó cũng khá lộn xộn như Việt Nam thì mới dẫn đến cái tình trạng đó là các cái bên bán hàng ấy, nó không chặt chẽ được cái vấn đề các cái thủ tục cho nên dẫn đến cái thị trường nó lộn xộn và lộn xộn thì chính bản thân cái người tiêu dùng phải là người bảo vệ mình đầu tiên đúng rồi chính xác. thật ra thì hiện nay Việt Nam cũng đang cố gắng thật ra là nó cũng khá là khó trong cái việc kiểm soát ừ. Ừ. bởi vì chia sẻ với chị là về mặt cái thị trường nó quá dễ dàng đúng rồi chị phải thấy là các cái sản phẩm đấy nó quá dễ dàng để mà sử dụng và mua ấy thì với cái việc dễ dàng đó nó sẽ làm cho cái việc mà chúng ta kiểm soát ví, ví dụ như cái, cái người mà làm về mặt kiểm soát về các cái dịch vụ thẩm mỹ spa ấy người ta sẽ kiểm soát ở những nơi có đăng ký Chính ví, xác. Dụ, ví dụ nơi ừ. nào người ta đăng ký làm phẫu thuật thẩm mỹ hay là phòng khám các thứ thì người ừ. ta biết là ở à, chỗ này nó sẽ thực hiện các kỹ thuật thì người này người ta kiểm tra thì ở người đấy ta thôi. mới kiểm tra ở đấy còn nếu như các nó đơn chỉ vị nằm ở đơn, đơn vị chui chẳng hạn ừ. đơn vị người ta chỉ đăng ký sơ không thôi thì cái việc mà người ta đi kiểm soát nó rất khó ừ. bởi vì thứ nhất là người ta còn không biết là ở chỗ này có thực hiện các cái đấy không cái thứ hai nữa là khi mà có thể là đến kiểm tra thì gần như là đã chui rồi mà thì ừ. gần như cái xử lý về các cái vấn đề mà giấu giấu nó đi thì rất là nhanh Và cái việc kiểm soát nó rất là khó cho nên là cái việc chúng ta phải trang bị kiến thức cho mình khi mà đi làm ở các cái Thẩm hoặc đúng là à, chính thẩm chính khách hàng rồi. phải là người bảo vệ mình đầu tiên dạ, chính xác. khi mà với một cái thị trường mà nó chưa được chuẩn hóa ấy, vâng. thì thì chính mình phải là mình bảo vệ mình đầu tiên đi đã vâng. thế thì chúng ta sẽ bàn về một cái câu chuyện đó là khi mà nói đến cái những cái rủi ro những cái hệ lụy mà xảy ra cho khách hàng ấy thì bản chất nếu mà cái khách hàng đó thực hiện dịch vụ tại một cái cơ sở đó thì khi xảy ra rủi ro thì chắc chắn là ngay cả chủ sở ba hoặc chủ các các đơn vị đấy cũng phải chịu hệ lụy Thế thì mình sẽ bàn nhau về một cái vấn đề đó là Cái xu thế của ngành spa và thẩm mỹ Trong cái giai đoạn, trong cái thời gian sắp tới Làm sao để nó được chuẩn hóa mà các bạn vẫn kiếm được tiền Các bạn vẫn kinh doanh được cái mô hình đó ừ. Mà nó lại không có những cái vấn đề về rủi ro Với cái tính pháp lý hoặc là liên quan đến sức khỏe của khách hàng Đầu tiên chúng ta phải xác định rằng là Cái spa của chúng ta bây giờ nó đang có bị một cái hiểu nhầm về mặt xu hướng Đó là chúng ta cứ phải uh, thực hiện các cái trị liệu về mặt da liễu quá nhiều, có nghĩa là bây giờ ngoài cái việc spa nhưng mà người ta quan tâm và người ta bắt buộc là phải tham gia thêm cả cái phần trị liệu da liễu, Đúng rồi. nhưng mà bản chất đó là một cái sự quá sức bởi vì thứ nhất là uh, không phải nơi nào và không phải ở những cái spa nào uh, hay là những cái beauty app, và những cái vùng beauty là có thể đều được cấp phép điều trị về mặt bệnh lý da liễu. Cái việc mà chúng ta chăm sóc da bằng các cái phương pháp trị liệu da liễu ấy nó chỉ nên phù hợp với những người có chuyên môn mà thôi. Và nếu như chúng ta xác định là chúng ta chỉ làm spa và chúng ta cố gắng đi theo cái con đường spa đi lên và chúng ta muốn làm một cái spa chuyên nghiệp thì chúng ta đầu tiên phải xác định rõ cái mục tiêu của mình trước nếu như cái mục tiêu của chúng ta là làm một cái spa một cái chuyên nghiệp và đi vào các cái dịch vụ spa trải nghiệm thôi thì chúng ta hãy tập trung vào đấy thôi và chúng ta đừng coi trọng qua cái vấn đề về mặt trị liệu da liễu cái thuật ngữ về spa ấy ừ. nó nó khác hoàn toàn so với cái thuật ngữ của clinic thuật rồi. ngữ về spa nếu mà trong thuật ngữ của tiếng latin ấy, thì cái từ spa cái thuật ngữ dịch sang tiếng việt đó là trị liệu bằng hơi nước ừ. có nghĩa là tất cả những cái hoạt động liên quan đến sông hơi rửa ừ. mặt thậm chí là nếu mà ngay cả bản thân trong một spa được. bạn ngay cả cái cách đặt tên nó đã sai rồi Spa ba dưỡng sinh nó khác nhau hoàn toàn đã là dưỡng sinh đã liên quan đến vật lý trị liệu thì được. nó là phải là là lại cũng phải có chuyên môn nữa cơ được. cũng phải là bác sĩ y học cổ truyền bởi vì vật lý trị liệu thì nó cũng liên được quan rồi. đến cái vùng chuyên môn và bạn cũng phải được cấp phép để làm cái việc đó được. và thuật ngữ chính xác nhất và chuẩn nhất cho spa ba đó là trị liệu bằng hơi nước và được. khi về Việt Nam thì nó bị biến tướng đi được. và cái bị biến tướng này nó sẽ đến từ hai khía cạnh một là cái sự thiếu hiểu biết của những nhãn hàng ừ. khi mà họ đưa đưa hàng về việt nam hoặc họ có thể sản xuất các sản phẩm đấy từ việt nam và ừ. nhất là cái kênh hệ thống nó đi nó 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 quá là ồ ạt ừ. thì dẫn đến một cái việc đó là chị em spa đôi khi nó được dạy bằng cái việc đó là biết sai mà vẫn làm ừ, yeah. bởi vì không làm thì không ra tiền nhưng thực ra đối với các mô hình spa thì họ chúng ta vẫn ra tiền được mà vâng. đó bởi vì khách hàng đôi khi không có phải khách hàng nào người ta cũng có vấn đề nhu cầu về bệnh lý đâu Vâng. thường như chị em mình nếu mà bình thường thì đâu có nhu cầu về bệnh lý nhiều nhưng mà cái nhu cầu về thư giãn của con người là vẫn có nhất là với những cái xã hội mà nó chịu áp lực rất là nhiều ừ. thì họ lại càng có những cái nhu cầu về mặt thư giãn ừ. và với một cái spa nhẹ nhàng về chăm sóc da về chăm sóc các cái tình trạng liên quan đến da đầu, được. rồi những cái phần mà nhẹ nhàng một chút về vai gáy, thì nhiều khi buổi trưa ví dụ như chị làm mệt thì chị cũng chỉ muốn đi ra cái spa xong sau đấy được các em em massage này kia mình ngủ giấc dậy là cảm thấy thoải mái rồi. Được. Cái đó là một trong những cái mà đôi khi dân spa đang bị hiểu sai ừ. và chúng ta cần có một cái tư duy đó là đúng đúng là như minh nói là trong giai đoạn hiện nay là cái spa nó đang bị nhầm lẫn quá nhiều với cái clinic với được. các hoạt động treatment được. mà cái này nó đến từ nhãn hàng và nó đến từ cái việc đó là một phần nó là do cái nhận thức của người tiêu dùng đúng rồi thật ra là nó là do cái xu hướng và cái nhu cầu cái nhu cầu của người tiêu để, dùng tức là ví dụ như những cái khách hàng của chúng ta thì bây giờ người ta cứ uh, có các vấn đề về da người ta lại không đến phòng khám da liễu mà người ta lại để tìm đến spa chẳng hạn thì gần như với cái nhu cầu mà cứ đến hỏi thăm như vậy thì các spa nó sẽ phải đáp ứng cái nhu cầu đấy thế thì đấy đấy là một cách mình truyền thông quan trọng là mình truyền thông đến mọi người một cách rõ ràng nhất rằng là gì rằng là chúng ta phải tìm đến đúng nơi và đúng địa chỉ ừ. thì khi đó chúng ta mới giải quyết được vấn đề. đấy thì sau này em nghĩ với cái việc mà nó càng ngày càng thắt chặt các cái vấn đề về mặt pháp lý hơn ừ, thì các cái rồi. spa nó sẽ bị khóa lại về cái mặt làm dịch vụ cũng như là khóa lại về cái mặt có thể các cái kỹ thuật có thể thực hiện được và sau đó với cái việc khóa đó đi nó sẽ làm cho các cái spa nó sẽ bị khó khăn hơn cho nên nó spa nó sẽ bắt đầu tách ra làm hai hướng tất cả những con người có tầm nhìn ấy, thì họ đều nhìn thấy được cái điều đó vâng. nhưng mà ở trên thị trường Việt Nam thì nó đang chia ra làm hai dạng một dạng là những cơ sở nhỏ cũng làm clinic ừ. nhưng mà một dạng là những cái đơn vị thẩm mỹ lớn thì ừ. đôi khi chất lượng thẩm mỹ nó lại không tốt khi mà người ta đổ quá nhiều tiền cho cái vấn đề truyền thông tất nhiên là mình không khẳng định rằng là đơn vị nào lớn cũng không tốt nhé có những đơn vị lớn người ta làm rất là bài bản, ừ. người ta cũng tập trung cả về cái tính vận hành và tính chuyên môn nữa, cái tính trải nghiệm khách hàng nữa. Nhưng mà những cái đơn vị mà nó phải bỏ tiền ra làm truyền thông quá lớn, thì bởi vì ví dụ như là truyền thông thì nó sẽ dựa trên doanh thu mà. thế ừ. cho nên là khi mà cái truyền thông quá lớn thì thì trong cái một cái phần cốt của doanh thu nó cũng nằm ở trong cái phần đó nên dẫn đến cái việc đó là cái chất lượng đến cho người tiêu dùng gần như là nó không đạt được cái sự kỳ vọng của họ và dẫn đến cái tình trạng đó là lý đấy là lý do tại sao mà các cái người tiêu dùng ấy, họ không lựa chọn những cái đơn vị lớn có thể là khi nó nó phải vận hành quá lớn chi phí nó quá lớn thì cái phí thu dịch vụ nó lại đội lên Đây dẫn đến cái là nếu mà đến các cơ sở spa nhỏ thì cái phí nó lại mỏng lại nó nhỏ lại thì đó là cũng là một cái cái lý do để có thể khách hàng người ta lựa chọn thì trong cái quá trình mà đào tạo tư vấn set up và hỗ trợ cho nhiều các cái đơn vị spa và các cái thẩm mỹ viện thì chỉ phát hiện ra là cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó do thì theo em nó cũng sẽ cũng cũng tùy như mà chị nói đấy nó sẽ tùy vào từng trường hợp khi mà mọi người bước vào spa để mà để mà lựa chọn một cái spa nào mình sẽ quyết định bước vào ấy về cơ bản nó cũng sẽ tùy vào mức độ thu nhập và tùy vào cái nhu cầu mong muốn đấy nó có nhiều hay không thế thì cái spa lớn này là spa nhỏ thì em cũng không có một cái nhận định gì nó cụ thể tuy nhiên là theo em thấy là thế này spa lớn hay spa nhỏ về mặt quan trọng nhất là về mặt giá trị đem lại thì nếu mà giá trị đem lại nó là như nhau ấy thì chắc chắn số lượng khách hàng nó vẫn đều và đông và đủ đấy thế quan trọng là gì chúng ta phải có chuyên môn khi mà chúng ta làm cho dù spa chúng ta hiện tại có đang nhỏ thôi thì chúng ta vẫn có thể là có được một lượng khách hàng nhất định và sau đó chúng ta làm được nó xây dựng được một cái thành một cái cái spa nó lớn hơn vận hành với nhiều con người hơn thì nó sẽ cũng là một cái hình thức bình thường của tôi thật ra nói truyền thông là một cái làm ảnh hưởng về mặt uh, chi phí thì tất nhiên là chính xác nhưng mà nó nó cũng không phải là cái để mà các bạn có thể là lo lắng và các bạn làm sai lệch đi cái giá trị đem lại cho khách hàng được. Cho nên là cứ hãy cố gắng làm sao cân được, gọi là cân bằng được cái việc giữa truyền thông và làm dịch vụ để làm sao là chúng ta vẫn đem lại được cái cốt lõi cho khách hàng thì khi đó chúng ta sẽ lâu bền được. Thực ra là vấn vấn đề họ phải nhận dẫn ra cái việc đó. Ví dụ như là giữa mình làm truyền thông thì là đúng làm vâng. kinh doanh thì thì cái việc làm truyền thông là một trong những việc cần làm. Ừ. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là mình sẽ cân bằng cả cái, cái chất lượng dịch vụ vâng. và cái chất lượng sản phẩm, vâng. cái chất lượng mà cho người tiêu dùng ấy thì từ đó thì mình sẽ truyền thông những cái giá trị đấy thì nó sẽ đúng đắn hơn. <laughs> yeah.